Lớp học này có 33 em, trong đó hơn nửa lớp mang điện thoại tới trường. 15 phút trước tiết học đầu tiên, dù có đang dở dang với trò chơi điện tử yêu thích, thì cậu bạn này cũng đành phải tạm rời xa chiếc điện thoại di động cho đến khi tan trường. Việc thu điện thoại của học sinh đã được duy trì suốt 10 năm nay tại ngôi trường này. Khi mà bị thu điện thoại thì em cảm thấy lúc nào đầu cũng nghĩ về điện thoại, em cảm thấy nó hơi bị xa cách đi. Từ lúc mà thu điện thoại nó giúp em điểm số cảm giác em cao hơn và việc tập trung học của em tốt hơn. Bọn em có thêm thời gian để trò chuyện với các bạn cũng như là cái việc tập trung trong giờ học nó sẽ được dễ hơn. Khi mà cha mẹ học sinh muốn liên lạc với con về một vấn đề khẩn cấp thì sẽ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp khẩn cấp, quả thực nhà hôm đấy có một cái việc gì đó chẳng hạn, thì các con chỉ cần xin phép là giáo viên chủ nhiệm sẽ đồng ý. Từ khi quy định này được áp dụng, các thầy cô lại có thêm một công việc mới, đó là giám sát việc sử dụng điện thoại của học sinh thông qua hệ thống camera an ninh. Đến năm nay thì nhà trường làm triệt để hơn, đó là đa phần các con nếu sử dụng thiết bị thông minh thì sẽ sử dụng máy tính. Ở tuổi của các em, đôi khi thật khó để phân biệt tốt xấu giữa hàng nghìn nội dung trong chiếc điện thoại. Bởi vậy, đây cũng là cách để bảo vệ chính các em học sinh. Có đến tầm khoảng 30-40% tất cả các bạn học sinh khi mà sử dụng điện thoại thì gặp những cái trải nghiệm tiêu cực, thậm chí là bắt nạt hoặc là ví dụ như là bị lộ thông tin và bị lừa đảo thông qua các phương tiện đó. Chính vì thế cho nên là chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách để quản lý. Điều quan trọng vẫn là giảm bớt thói quen sử dụng điện thoại của học sinh và nhà trường không thể làm điều đó một mình. Gia đình cũng có một cái quy định nho nhỏ cho con để dạy con tuân thủ là sử dụng khi nào khi cần thiết thôi. Trong một ngày thì có thể sử dụng là một tiếng đồng hồ thôi. Sau khi mà đã hoàn thành cái bài tập mà về nhà, cậu ấy vi phạm cái giao ước này thì sẽ có những cái hình phạt nho nhỏ, thì chắc chắn là bạn ấy sẽ biết được thực hiện cho nó tốt. Siết chặt việc sử dụng điện thoại của học sinh được kỳ vọng giúp trẻ nâng cao hiệu quả học tập. Giờ đây, khi bài vở chưa xong thì điện thoại ơi, tạm xa nhau nhé.